để anh làm anh trai của em. Chương 50. Không khí vui vẻ trên bàn ăn chợt tắt ngấm, Song Khánh đang uống rượu cũng bị sặc. Bà Diệp bị cô thu hút sự chú ý, vội vàng rút giấy ăn ra đưa cho cô. Con gái con đứa lớn rồi, sao mà vẫn không cẩn thận thế? Ở trên mặt Tương Văn Đào mà để lộ ra những tật xấu thì thật không hay ho chút nào. Lúc này Song Khánh đâu còn tâm trí để ý đến vấn đề hình tượng nữa. Cô dùng tay che miệng lau lau, sau đó trộm lướt sang hai người đàn ông đang ngồi cạnh mình. Để thuận tiện cho việc uống rượu, vị trí của mọi người được sắp xếp lần lượt như sau. Vợ chồng bà Diệp ngồi ở đầu bàn, Tương Văn Đào là con rể tương lai Quý Hóa, đương nhiên được xếp ngồi gần cha vợ để tiện cho việc giao lưu tình cảm. Ngồi cạnh Tương Văn Đào là Song Hỷ, sau đó đến Song Khánh. Từ chỗ ngồi của Song Khánh không thể nhìn thấy được biểu tình trên mặt Tương Văn Đào, nhưng trực giác của phái nữ vẫn khiến cô cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ của bầu không khí. Tương Văn Đào cứ như có áp thấp bao quanh, còn anh trai mình có vẻ chột dạ. Vấn đề mẹ cô nhắc đến không khác gì một mối nguy hiểm, nếu không cẩn thận kéo mọi việc lại hỏng bét như chơi. Cô đưa chân đá đá anh mình một phát, Song Hỷ quay lại liếc nhìn cô, đáy mắt hiện lên nét bối rối. Cậu xin thề là lúc mẹ mình vừa nói xong, Tương Văn Đào đang gắp đồ ăn bỗng khựng lại. Hiển nhiên mức độ nguy hiểm của vấn đề này chẳng khác nào việc vặt sâu hổ. Tuy lần này trở về để giải quyết mọi chuyện, song nếu nói ra ở thời điểm mà cả nhà đang đoàn tụ cùng ăn bữa cơm thì thật không thích hợp chút nào. Mẹ, cậu đang định làm sang chuyện khác thì giọng nói âm trầm của Tương Văn Đào đã vang lên. Bác gái. Trái tim của hai anh em đều như thắt lại. Song Hỷ quay sang nhìn anh, trong mắt tràn ngập vẻ cầu xin. Tương Văn Đào vờ như không thấy, cố tình nói tiếp. Song Hỷ định đi xem mắt ạ? Bà Diệp tủm tỉm đáp lời. Ừ, con bé ấy làm y tá ở bệnh viện, cha mẹ nó là bạn chơi bài cùng dì ba. Nghe nói họ đối nhân xử thế rất tốt, có lẽ con gái họ cũng được dạy bảo chu đáo. Hài, đợi hai đứa nhà bác gia đình ổn định rồi, hai thân già cũng coi như đã làm tròn trách nhiệm. Song Hỷ toát mồ hôi hột, ai không biết, còn tưởng do vừa rồi cậu ăn phải miếng thịt bò cay quá nên mới vậy. Cậu rất sợ, giây tiếp theo Tư Văn Đà sẽ đập bàn đứng dậy hủy diệt tất cả mọi chuyện ra. Nếu quả vậy, bữa cơm đoàn viên này sẽ bị phá hỏng mất. Phật phẩm lo sợ là vậy, nhưng cũng không thấy anh nói ra những lời khiến cậu vô cùng sợ hãi kia. Tư Văn Đà cứ như đang nói chuyện trong nhà mà tiếp lời. Dạ, ra là làm y tá ạ, vậy cũng vất vả lắm nhỉ. Ngay cả Song Khánh cũng kinh ngạc vô cùng, Tư Văn Đào thế mà lại chịu nhịn. Quả thật là Tư Văn Đào đang cố gắng nhịn xuống, ngay cả khi bà Diệp nói. Vậy quyết định là mùng 3 nhé, để lát nữa mẹ gọi điện thoại cho dì ba của con. Anh vẫn im lặng uống rượu. Anh không nhìn Song Hỷ, nhưng Song Hỷ lại thừa dịp mỗi lần uống rượu lén nhìn anh. Nên mặt Tư Văn Đào không nhìn ra là vui hay buồn, nhưng hẳn anh cũng tức giận lắm chứ. Song Hỷ không hề hy vọng vì chuyện này mà để lại khúc mắc trong lòng Tương Văn Đào. Cơm nước xong xuôi, cậu nhìn quanh không thấy ai thì vội túm anh lại. Chuyện ban nãy, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã không nói ra lúc ấy. Tuy rằng sớm hay muộn cũng khiến cha mẹ phải buồn phiền, nhưng quanh năm suốt tháng, khó khăn lắm mới có dịp cả nhà quây quần cùng ăn bữa cơm. Không thể làm cho họ ngay cả bữa cơm đoàn viên cũng không nuốt trôi. Tương Văn Đào liếc cậu, hậm hà hậm hực. Song Hỷ, tớ cũng không muốn mới đầu năm đã làm hai bác mất vui. Nhưng đến hôm ngày mùng 3, chẳng lẽ vì muốn làm họ vui mà cậu đi xem mắt thật à? Đúng lúc tim cậu đang đập thình thịch thì phải đối diện với người kia. Song Khánh vội vã chuẩn đi mất. Hai người mau giải quyết chuyện này đi. Hai người quay sang lướt xéo cô, khựng lại một chút. Song Hỷ mở lời. Song Khánh, giúp anh một việc được không? Chớp mắt đã đến ngày mùng 3, hai ngày trước. Lịch trình của nhà họ Diệp đều kín hết, đi lên núi, đi chúc Tết, đánh mà trược, dâng hương lễ Phật. Mà trong các hoạt động này, Tư Văn Đào cứ như là một thành viên mới của gia đình vậy. Khi chơi mà trượt thì cố tình để thua, khi đi lễ chùa thì hăng hái quyên tiền nhan đèn, ngay cả đi cùng lễ bái tổ tiên cũng thành kính cúi đầu vái lạy. Trong lòng ông bà Diệp không khỏi có chút vui sướng. Hôm nay có vẻ nhàn nhã hơn, buổi xem mắt được sắp xếp vào tối hôm nay, tranh thủ lúc đang rảnh rỗi. Hai mẹ con bà Diệp kéo nhau đi mua sắm. Đang trong dịp lễ Tết nên hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa. Dù trên tay hai mẹ con đã có mấy túi lớn mấy túi nhỏ, song tinh thần mua sắm vẫn không hề giảm sút. Bà Diệp thử một chiếc áo khoác màu đỏ, khi mặc vào thì thấy rất vừa vặn, nhưng lúc cởi ra coi giá cũng đành liên tiếp để lại chỗ cũ. Song Khánh cổ vũ nói, mẹ nếu mẹ thích thì cứ mua đi. Hài, nhưng mà mắc quá.
bà quản lý chi tiêu trong gia đình nên hiển nhiên cũng phải sót khi bỏ tiền ra mua. Có người chi tiền thì mẹ còn sợ gì? Song Khánh rút từ ví ra một chiếc thẻ màu vàng lấp lánh. Bà Diệp kinh ngạc giật lấy cái thẻ. Của Tương Vân Đảng hả con? Là thẻ vàng đấy nhé, người bình thường có bao giờ dùng đâu. Song Khánh vui vẻ khi có người gặp họa vội gật đầu. Anh ta bảo sẽ chịu hết chi phí mua sắm ngày hôm nay. Mẹ, đừng có khách sáo với anh ta làm gì. Tương Vân Đảng này cũng hào phóng quá chữ lị. Đúng là biết cách lấy lòng mẹ vợ. Nhưng bà vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Song Khánh, còn tiêu nhiều tiền của nó như vậy cũng không ổn lắm đâu. Hai đứa vẫn chưa kết hôn, không khéo người ta lại nghĩ con gái bà không biết quản lý chi tiêu trong gia đình. Phật là mẹ như bà, cũng không thể không dạy con mình vài câu. Mẹ bảo con này, sau này tiền của chồng con cũng là tiền của con phải nhớ lấy điều ấy. Bây giờ tiết kiệm thì sau này gia đình của con mới được hưởng, không phải sao? Song Khánh ý nhìn đi, cô rất muốn nói cho mẹ mình biết rằng tiền của Tô Văn Đào cũng đâu đến lượt khô quản. Đi mua sắm nửa ngày trời, chân thì mỏi rã, miệng thì khát khô. Mẹ, để con dẫn mẹ đến phòng trà thưởng thức trà ở đó. Bà Diệp Phi ngoài miệng cố nén giận nói, chào ôi, con đúng là đứa lãng phí. Nhưng trong bụng lại vô cùng hài lòng, phụ nữ ai mà chẳng thích nơi lãng mạn. Trước giờ chỉ đi loanh quanh trong chợ, cùng lắm là vào siêu thị. So với việc đến phòng trà gọi một tách trà ra, sau đó yên lặng ngồi thưởng thức, dường như không giống nhau chút nào. Đi lên tầng, trong không gian tĩnh lặng mà trang nhã, từ chiếc bàn làm từ mây che đan đến tấm rèm buông dài khẽ đung đưa, có nhân viên phục vụ mỉm cười đi đến chào hỏi. Xin lỗi, các vị đi mấy người? Chúng tôi có hẹn trước chỗ rồi. Cô nhân viên à một tiếng, sau đó đưa tay ra làm động tác mời hai người vào nhã gian. Bà Diệp hỏi, hẹn Tư Văn Đào sao? Vâng ạ. Song Khánh hơi do dự, nhìn thấy sắp đến nhã gian, cơ bộ cũng dần chậm lại, hôm nay nhất định phải ngả bài. Nhưng mẹ cô lại không hề hay biết gì cả. Cuối cùng cô quyết định ám chỉ cho mẹ một chút. Cô dừng lại, nghiêm túc nói, mẹ, lát nữa Tư Văn Đào có chuyện muốn nói với mẹ, mẹ nhất định phải chuẩn bị tâm lý đấy. Bà Diệp giật mình, chợt mỉm cười, chắc không phải nó định cầu hôn con đấy chứ. Song Khánh đen mặt, bụng dạ bảo, cũng không khác chuyện cầu hôn là mấy. Vừa bước vào căn phòng nhỏ đã thấy hai người ngồi, một người là Tư Văn Đào, người còn lại là con trai mình. Song nhỉ, con cũng đến rồi à. Hai người đều đứng dậy, Tư Văn Đào mỉm cười mời bà Diệp ngồi xuống rồi hỏi bà muốn uống trà gì. Một lúc sau, trà và bánh đều được mang lên, người phục vụ cũng đóng cửa đi ra ngoài. Trong nhã gian chỉ còn bốn người đang trò chuyện. Bà Diệp cười tủm tỉm lướt con gái mình gặm hỏi. Song Khánh bảo cháu có việc muốn nói với bác, là chuyện gì? Tư Văn Đào hít sâu một hơi, nhún vai, tay để dưới bàn cũng chậm rãi đưa lên, đặt ở trên bàn. Đó là hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau. Một tay là của Tư Văn Đào, bàn tay còn lại, đầu ngón tay bởi vì sợ sệt mà khẩn trương khẽ run. Bà Diệp hoài nghi, nhìn lại bàn tay kia, đồng tử chợt co lại. Ngôn ngữ thân thể có lẽ là loại ngôn ngữ biểu đạt tốt nhất. Trong nháy mắt, bà Diệp cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, không thể nghĩ ra thêm điều gì. Trong nhã gian tĩnh lặng, một người phụ nữ trung niên đang vì nỗi sợ đến ngây người mà rời tầm mắt đi, dường như mong chờ một lời giải thích. Bà nhìn chằm chằm vào mắt Tương Văn Đào. Tương Văn Đào cất lời xin lỗi. Bác gái, người cháu thích là Song Hỷ. Môi bà Diệp hơi run lên. Song Khánh không đành lòng thấy mẹ như vậy, cô đặt tay lên vai mẹ mình. Mẹ, sự đụng chạm này làm bà Diệp hồi phục tinh thần. Bà vừa khóc vừa mắng con trai. Sao mày lớn bằng gần này rồi mà phải để mẹ phải lo lắng? Trong mắt Song Hỷ cũng đã thấm đẫm nước mắt. Từ bé đến lớn, cậu sợ nhất là nhìn thấy mẹ khóc. Bà Diệp chỉ từng khóc trước mặt cậu một lần, nhưng lại khiến cậu không bao giờ quên được. Đó là khi cậu học lớp 3, một lần cậu thi toán chỉ được 63 điểm. Bà Diệp nổi trận lôi đình đánh cậu 37 roi, vừa đánh bà vừa khóc to khiến cậu sợ hãi. Cậu quỳ xuống trước mặt mẹ nhận lỗi. Mẹ, con nhất định sẽ cố gắng học hành chăm chỉ. Thật ra, điều cậu sợ nhất là phải đối diện với thất vọng của mẹ mình. Tư Văn Đào nắm chặt tay cậu, kiên quyết không để cậu mềm lòng. Anh mở lời, giọng nói trầm ấm mang theo áy náy, rồi lại để lộ ra một sự cố chấp. Bác gái, cháu thật lòng thích Song Hỷ, xin bác hãy tác hành cho chúng cháu. Chương 51. Lúc này bà Diệp làm gì còn lòng dạ nào mà nghe những lời này nữa, chỉ biết khóc không ngừng. Đầu óc bà hồ đồ cả rồi, không thể nghĩ ngợi thêm điều gì, cũng không nghe lọt tai điều gì nữa.
Trong suy nghĩ của bà, đứa con rể tương lai mà bà rất kỳ vọng là đi thích con trai mình, mà đứa con mình không mấy quan tâm ngay trở thành đồng tính luyến ái. Vì mọi việc không mấy nghiêm trọng đến mức như trời sập đến nơi, nhưng cú đả kích này cũng không hề nhỏ. Làm sao bà còn có thể bình tĩnh mà nói chuyện nữa? Từ Văn Đà lúc nhìn hai anh em họ Diệp, lúc này đây Song Hỷ chỉ thấy vừa đau xót vừa khó chịu, mắt cậu cũng đã nhòe lại nhìn mẹ mình, không để ý đến anh. Song Khánh im lặng ôm lấy vai mẹ mình như muốn an ủi. Khi phát giác Vương Văn Đào đang nhìn mình, cô chừng mắt nhìn lại, cứ như thể đang trách anh đã làm mẹ cô buồn lòng. Vương Văn Đào không biết nên khóc hay nên cười, bất chợt bà Diệp bật dậy, vội vàng lau nước mắt. Song Khánh, mẹ con mình về thôi, đi. Cả ba người đều sửng sốt, Song Khỉ vang xin khẽ gọi, mẹ. Bà Diệp không buồn để ý đến cậu, xách theo túi lớn túi nhỏ vội rời khỏi. Song Khánh hết cách đành phải đuổi theo. Chiếc lục bì vẫn không quên ra dấu cho hai người còn lại, ý bảo đừng quên mua mấy thứ kia. Trong gian phòng chỉ còn Song Hỷ đang hồi sơ phách lạc và Tương Văn Đào vô cùng lo lắng. Song Hỷ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa, hồi lâu sau mới từ từ xoay người lại, trong đáy mắt là một nỗi buồn thê thiết. Tương Văn Đào lại càng lo lắng hơn. Song Hỷ nuốt nước bọt, nhẹ nhàng bảo, mẹ tớ là một người rất chú ý hình tượng, ở nơi đông người chưa từng nói chuyện to tướng. Thế mà hôm nay, bà ấy lại khóc trước mặt mọi người. Tương Văn Đào im lặng, không phải anh không khẩn trương, là một người đàn ông, anh biết Song Hỷ có thể chịu đựng được sức ép, đồng thời anh cũng hiểu người thân quan trọng với Song Hỷ như thế nào. Anh chỉ sợ cậu sẽ không thể chịu được sức ép từ chính gia đình. Nếu tôi nói là nếu... Tương Văn Đào không thể không lo lắng đặt ra một giả thiết, nếu trước sau gì cũng phải lựa chọn giữa cha mẹ và tớ, Song Hỷ, cậu sẽ chọn ai? Song Hỷ ngước mắt lên nhìn anh, hai mắt cậu đã có quầng thâm, càng là nổi bật lên gương mặt đang tái nhợt đi. Tôi biết cậu đang hy vọng nghe được điều gì, nhưng Tương Văn Đào, tớ không biết nữa. Giọng cậu hạ thấp xuống nhướng vẻ mệt mỏi, tớ thật sự không biết đâu. Huyết mạch tình thân đâu phải dễ dàng vứt bỏ như vậy, vứt bỏ gia đình dũng cảm chạy theo tình yêu. Đây cũng đâu phải cách mạng giải phóng chống lại những định kiến phong kiến. Vì sao nhất định phải chọn một trong hai? Cậu chẳng qua chỉ là một người bình thường, muốn cả đời này được cùng với người mình yêu, thế nên mới hy vọng được cha mẹ chấp thuận và chúc phúc. Vì sao phải không đợi trời chung, được người này thì mất người kia? Song Hỷ ôm mặt, cảm thấy vô cùng mệt mỏi và khó xử. Tương Văn Đào nhìn cậu rồi chậm rãi ôm cậu vào lòng. Vấn đề kia anh không muốn hỏi thêm nữa. Nếu sau này Song Hỷ nhất định phải lựa chọn, chắc chắn anh sẽ trở thành áp lực cho cậu. Anh không muốn cậu phải đau lòng, càng không muốn mình trở thành sức ép giống cha mẹ cậu. Giờ phút này Song Hỷ cần nhất đó là người có thể làm giảm áp lực cho cậu. Được rồi mà Song Hỷ, anh nhẹ giọng dỗ dành, tôi hứa với cậu sẽ không để cậu phải lựa chọn. Chúng mình cùng nhau thuyết phục cha mẹ cậu đồng ý, nhất định phải kiên trì đến cùng, được không? Trong căn phòng có hai người đang ngồi tựa vào nhau. Song Hỷ chưa nói, Tương Văn Đào cũng không nói. Dường như trong vô thức, cả hai đều đang chờ đợi một điều gì. Không biết ngồi vậy bao lâu, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, cứ như thể đó là tiếng chuông định mệnh vậy. Song Hỷ giật đánh người, cho dù chưa nghe hết bản hòa âm, nhưng người đã quen với tiếng chuông này cũng nhận ra là ai gọi. Đó chỉ là một bản nhạc bình thường, song lại tựa như vận mệnh đang gõ cửa. Bản hòa âm trầm hùng vang lên, khiến người khác cũng phải chấn động. Tương Văn Đào chưa bao giờ cảm nhận rõ sức mạnh của số phận như lúc này. Anh không kìm được hít sâu một hơi, rồi cùng Song Hỷ đối mặt. Thời khắc định mệnh của bọn họ đã đến rồi sao? Nhìn hàng số hiển thị trên màn hình, Song Hỷ nói, là ba tớ. Cậu có hơi chuột dạ, người con nào mà chẳng có phần kính sợ cha mình. Hơn nữa cha cậu, khi còn trẻ làm việc ở trong phòng sông hơi, tính tình vừa cương trực vừa nóng nảy, tới cửa trung niên rồi mới dịu đi phần nào. Tương Văn Đào nhìn cậu bình tĩnh, ấn nút nghe. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe những lời mắng chửi gầm thét trong điện thoại, cậu vẫn nhanh tay để điện thoại cách xa tai mình một chút. Ông Diệp hiển nhiên đã biết mọi chuyện nên mới tức giận như vậy. Ở đầu bên này, điện thoại vẫn còn cảm giác được giọng nói thét ra lửa của ông. Một khiếp sợ cùng căm tức khiến ông không thể nói rõ thành lời, thậm chí câu cú còn loạn xà ngầu cả lên. Trước khi ông giận dữ cúp máy, Song Hỷ và Tương Văn Đào vẫn nghe được một câu dành mạch ấy là, mày đi về ngày ngay cho tao. Vì thế hai người vội phi về nhà. Ba người họ Diệp đều đã quy tụ đủ mặt. Bà Diệp ngồi trên ghế sofa khóc lóc, kế bên là Song Khánh đang nháy mắt ra hiệu cho bọn họ. Ông Diệp sắc mặt âm trầm, hai mắt như muốn phun ra lửa.
Xong nghỉ ngơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn đi ra đóng cửa lại. Ngày hôm nay chắc chắn chẳng có lành gì, nhưng việc xấu trong nhà cũng không thể để người ngoài biết được. Ba mẹ bọn họ vẫn cần mặt mũi để ngẩng đầu với mọi người lắm chứ. Cậu vừa đóng cửa lại xong thì từ phía sau một chiếc gà tàn đã bay thẳng tới. May sao Dương Văn Đài nhấn tay nhanh mắt kéo cậu, thật thật lắm mới né được. Ông giật mình dựng lên quát: "Mày, thằng không có tiền đồ, sao lại đi yêu một thằng đàn ông hả?" Để phối hợp với câu mắng chửi này, lẽ ra ông nên sáng đến cho thằng con một tát. Nhưng người đàn ông Trung Quốc khi còn trẻ dũng cảm gan dạ đến mức nào, khi đã được người ta gọi là ông thì cũng phải hành xử cho xứng với cái danh xưng ấy. Thời gian chẳng buông tha cho bất kỳ người nào, khi đã về già, về làm cha cũng không còn được như trước nữa. Nếu tính chuyện động tay động chân, già có thể đánh lại lớp trẻ sức lực dồi dào đây. Ông Diệp không đánh con, không phải vì e ngại Song Hỷ. Tính tình Song Hỷ thế nào người làm cha làm mẹ sao lại không hiểu cho được. Có cho tiền nó cũng không dám đánh ông. Khổ cái bên cạnh nó còn có Tơ Văn Đào. Tơ Văn Đào xuất thân từ gia đình có truyền thống làm quân nhân. Tuy anh không được tôi luyện trong quân đội, nhưng từ anh vẫn toát ra khí chất của một người quân nhân. Hơn nữa, hàng lông mày của anh vừa rậm vừa đen. Vừa rồi ông phi cái gạt tàn đấy mà anh vẫn kéo Song Hỷ tránh kịp, rồi còn ánh mắt sắc lẻn kia nữa chứ. Ông Diệp hơi mềm lòng một chút rồi ngay lập tức lại cứng rắn lên. Đây là nhà của ông, có người kéo cái rắm ấy. Chẳng qua là con mình thì mình mới có quyền quản. Thế nên ông vỗ vỗ bàn, chỉ mắng mỗi Song Hỷ: "Mày muốn là chúng ta ước chết mới vừa lòng phải không? Đồng tình luyến ái, vẫn là em gái mày." Ông không nói thêm được nữa, nghẹn lời. Giờ ngày mới phun ra một tiếng: "Trời ơi!" Bà Diệp vốn đã ngồi khóc, vừa nghe xong lại tiếp tục khóc. Song Khánh bối rối, hình như cô đã giải thích không biết bao nhiêu lần rằng giữa cô và Tương Văn Đà không có loại quan hệ ấy thì phải. Hai mắt bà Diệp nhè lệ nhìn cô, khóc ròng bảo: "Song Khánh à, sao số con lại khổ như vậy?" Song Khánh thầm nghĩ: "Làm ơn đi, lúc này mà mẹ còn diễn được tuồng sao?" Song Khánh cúi đầu bờ môi run run. Tương Văn Đà nhận ra bàn tay Song Hỷ đang lạnh như băng, anh cầm tay cậu trấn an. Sau đó tiến về phía trước hai bước, thật đường hoàng quỳ xuống. Bốn người nhà họ Diệp đều sửng sốt. Tư Văn Đào có thật có phong thái, cho dù quỳ xuống cũng không khiến người ta cảm thấy anh hèn mọn hạ mình. Sống lưng anh thẳng tắp, nét mặt đường đường chính chính. Song Khánh kinh ngạc nhìn anh, rồi lại không nén được tiếng thở than: "Tư Văn Đào, anh thật là người biết tiếng bên vui mà."